Chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh 5K TV. Hôm nay 5K TV sẽ tiếp tục chia sẻ về những thông tin hạ tầng tại Nhân Trạch. Một trong những cây cầu được nhắc đến nhiều trong hai thập kỷ qua đó chính là cầu Cát Lái, kết nối giữa huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, sau đây xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Trong hai tuần vừa qua, nhiều thông tin về hướng tuyến cầu Cát Lái một lần nữa lại được liên tục nhắc đến thông qua nhiều bài báo và nhiều phương tiện truyền thông khác. Một trong những cây cầu có thể nói tốn hao nhiều giấy mực của giới truyền thông xoay quanh về việc chọn hướng tuyến của cây cầu này. Mới đây nhất là thông tin đó là về việc chốt vị trí cầu Cát Lái nối thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai sẽ chốt trong tháng 7. Và hướng tuyến được ưu tiên nhắc đến đó chính là hướng tuyến số 4, có điểm đầu trên trục đường Bắc Nam qua rạch Dĩa, cắt với đường Nguyễn Lương Bằng đi về trùng với đường Hoàng Quốc Việt, cắt với đường Huỳnh Tuấn Phát qua quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và vượt sông Đồng Nai đi qua hai xã Phú Hữu và xã Phú Đông của huyện Nhân Trạch. Sau đó thì sẽ rẽ phải đi trùng đường quy hoạch với đường kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành. Vậy đâu mới là hướng tuyến ưu tiên sẽ được thực hiện? Quay trở lại một chút về câu chuyện hướng tuyến số 1 và số 2 của cầu Cát Lái. Ngay lúc đầu thì quy hoạch của tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tuyến số 1, đó là nối từ nút giao Mỹ Thủy vành đai 2 đi dọc theo đường Nguyễn Thị Định, vượt sông Đồng Nai với tổng chiều dài là 11,76 km, chiều dài của cầu là 3,1 km. Và sau một thời gian dài chưa được xây dựng thì dân cư ngày càng đông đúc hơn với sự phát triển nhanh chóng của thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế mà một trong những điều e ngại khi xây dựng cầu Cát Lái theo hướng tuyến số 1 đó chính là phải đi qua con đường Nguyễn Thị Định, hiện nay được xem là con đường chính để di chuyển các xe container vào cảng Cát Lái, một trong những cảng lớn nhất cả nước. Lượng xe lưu thông hàng ngày chở hàng hóa qua khu vực này luôn tấp nập và quá tải. Nếu triển khai thì sẽ dễ làm ùn tắc giao thông và việc giải phóng mặt bằng hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn hơn trước đây. Vì thế mà đầu năm 2021 lại dấy lên câu chuyện là cầu Cát Lái sẽ được xây dựng theo hướng tuyến số 2, được nối từ nút giao vành đai 2 cách đường dẫn với cầu Phú Mỹ 1 km và cách nút giao Mỹ Thủy là 2,3 km. Cầu đi dọc theo nhánh rạch Kỳ Hà vượt sông Đồng Nai sang xã Phú Hữu của huyện Nhân Trạch, sau đó thì sẽ được kết nối với tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Tuy nhiên, nếu chọn theo phương án số 2 thì việc bắc qua sông, chiều dài của cầu Cát Lái sẽ dài và rộng hơn phương án 1 gần như gấp đôi. Như vậy thì chi phí sẽ nhiều hơn, thời gian thực hiện cũng sẽ kéo dài hơn. Theo phương án số 2 thì hiện nay đã có sẵn tuyến đường nối với đường Vành Đai 2 và đường Trương Văn Bang kết nối với cầu Thời Đại hoặc tuyến đường Đồng Văn Cống để vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải phóng đền bù từ thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Nhân Trạch cũng đơn giản và dễ dàng hơn. Và câu chuyện hướng tuyến của cầu Cát Lái vẫn chưa dừng lại ở hướng tuyến số 2. Mới gần đây nhất đó chính là thông tin về các bài báo nói về năm hướng tuyến của cầu Cát Lái. Trong đó hướng tuyến số 3 và hướng tuyến số 5 thì không được khả thi bằng hướng tuyến số 4. Liệu rằng hướng tuyến số 4 trong thời gian tới này đã là điểm ưu tiên để thực hiện hay chưa? Hay vẫn còn là hướng tuyến nào khác nữa? Nhiều người hiện nay đặt ra với câu hỏi về hướng tuyến số 4. Nếu thật sự hướng tuyến số 4 được xây dựng thì chúng ta sẽ còn gọi là cầu Cát Lái nữa hay không? Hay chúng ta sẽ gọi là cầu quận 7? Và còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh với các hướng tuyến của cầu Cát Lái. Và một trong những câu hỏi được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay đối với nhiều người, liệu rằng thời điểm hiện tại việc xây cầu Cát Lái có còn cần thiết nữa hay không? Khi thông tin gần đây nhất vào sáng ngày 13 tháng 7 đó là việc đồng ý xây dựng cầu Nhân Trạch được kết nối với quận 9 thành phố Thủ Đức trên tuyến đường Vành Đai 3 và cầu Phú Khánh đã được xây dựng chỉ còn 2 nhịp nữa là sẽ hoạt động nằm trên trục đường cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Huyện Nhân Trạch đã được quy hoạch cách đây hơn 10 năm để trở thành thành phố mới, đô thị loại 2, thành phố vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau hơn 10 năm thì Nhân Trạch nơi đây vẫn là một ẩn số với nhiều nhà đầu tư về bất động sản. Bao giờ thì tiềm năng của Nhân Trạch sẽ thực sự được đánh thức, bừng sáng mạnh mẽ và đúng với tiềm năng thực sự của huyện Nhân Trạch? Với câu chuyện hơn 10 năm qua về hạ tầng kết nối tại Nhân Trạch vẫn như là một nàng lọ lem bị bỏ quên, và nàng lọ lem Nhân Trạch ấy đang rất cần một ông bụt hay một bà tiên phải những cây đũa thần như một phép nhiệm màu. Đó là những cây cầu được kết nối với huyện Nhân Trạch và thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng một ngày không xa thì sẽ hình thành được những cây cầu kết nối giữa huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho bà con người dân di chuyển về các khu vực một cách thuận tiện và dễ dàng nhất, giúp cho phát triển nền kinh tế của tỉnh, thành phố và cả nhà nước.
Còn đối với các nhà đầu tư bất động sản đón đầu hạ tầng tại Nhân Trạch thì sao? Đặc biệt với những vị trí khi có cầu Cát Lái đi qua thì sẽ nghĩ như thế nào? Phương án nào hay hướng tuyến nào của cầu Cát Lái đi qua thì sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với các nhà đầu tư? Hãy cho biết suy nghĩ của bạn bên dưới về việc chọn hướng tuyến và xây cầu Cát Lái như thế nào nhé. Vừa rồi là những thông tin chia sẻ về hướng tuyến xây dựng cầu Cát Lái. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy ấn like, đăng ký để cập nhật nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. 5K TV, kênh chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.